cái hẻm 281 Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình. 281 Lê Văn Sĩ, nối giữa đường Lê Văn Sĩ và đường Hoàng Sa, Tâm Thơ Bờ Kè, Du Lộc nha các bạn. Đây là cái quán bún vịt ở hẻm 281/26, phường 1, Tân Bình nha các bạn. Ở đây có món bún vịt bán ở trong nhà túc châu hiện nay rất là đông. Xe đã rất là đông mà khách ra tới đây đã chờ tới lượt mình ăn. Mình chỉ bán khoảng trong một tiếng hồ thôi, rất là khách, rất là nhiều khách tới đây chờ để tới lượt mình rồi. Chúng ta sẽ khám phá và thưởng thức cái món bún vịt nổi tiếng các bạn. Đang sĩ mọi người đang chờ tới lượt mình, chờ tới lượt mình để được ăn bún vịt rất là đông. Đây khách đang ngồi ăn và chờ để mua mang về rất là đông. Anh chủ quán đang tính tiền cho khách. Cánh lòng luôn nha, làm riêng dùm cánh lòng để cho sau chứ không để mình lấy vàng. Sau chưa có bốn con vậy? Chưa, à, có thể chưa? Con nó sau đi chứ, đừng có nhậu rồi. Này, đây. Bên trong lấy quá, giờ lấy đỡ một. Gỏi của một đùi với một đầu cánh á. Đùi là mình tính bao nhiêu tiền con? Một đùi 100, à, lưng thì sao con? Lưng bất chừng một miếng 30. Một miếng lưng là 30 hả con? Còn bùng thì sao con? Một tô bún vịt thì bao nhiêu tiền con? Bình thường thì 35. 35 ngàn một tô bún thịt. Rồi, để biết làm món cho. Quán cô đã bán được hơn 40 năm rồi các bạn. Thì cô bán lâu quá rồi, giờ cô cũng muốn.
cụ đang chặt vịt, lựa từng cái phần mình hay là cánh, hay là đùi, hay là cổ, đầu của cánh này đó. Hay là dĩa đầu của mấy vịt lục. Đây là khách đang dùng món vịt lục được chặt dĩa và ăn kèm với rau và nước cấm. Đây, hai tô bún vịt lục nhân viên mang lại cho khách. Rất là thơm, ngon nha. Đây, nhân viên đang về cho khách. Bạn có thể thấy cận cảnh cái đĩa vịt được cắt rất là đều, rất là ngon. Đây là bè bè bánh gì bè ơi. Để ăn kèm với lại rau và thịt. Cho vịt qua đây để chặt cho chị quanh. Uống mấy rượu vàng để sẵn. Đây là hai anh khách đang ăn bún vịt với lại rau và vịt, sẽ có chén mắm gừng này và rau và một dĩa vịt chặt. Thấy rất là ngon. Khách đang đợi mang vào. Khách ngồi trong nhà và gia đình chủ nhà cũng đang rất là để phục vụ khách tốt nhất.
mình bán từ mấy giờ chiều cô? 3:30 bán. Dạ, mình khoảng rồi hết. Bán khoảng trong mấy giờ là xong cô? Khoảng mấy giờ? Hết giờ nào là tới giờ đó. Dạ. Thì nước uống cô nè. Tại chị bán khi nào hết vịt là nghỉ các bạn. Đúng rồi. Là hơn khoảng 40 năm rồi cô? 40 năm gì đó. Dạ. Sống xong là bán đó. Dạ. Đang làm không? Mình có một quán thôi phải không cô? Trời ơi, một quán mà làm mở mắt không được nữa. Còn chút xe này hai tô để đâu? Hai tô bữa. Cái này ai lưng này? Mèo tô nữa là xong. Ủy chân chút nữa thôi. Rồi làm cho cookie cái này luôn nha, trong thịt mỏng rồi hai cô mở ra chưa? Con tới bây giờ. Đầu quán chỉ bán trong khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi. Tùy theo ngày, có ngày thì chưa đầy 1 giờ đã hết cái lượng việc. Nhân viên là đem bán hết việc rồi, nhân viên đem bán ngoài đầu ngõ vào trong nhà.